Xin chào anh chị, video này kênh điện tử Gia Phát xin chia sẻ với anh chị về một cái cân điện tử của thương hiệu CAS rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Và mã sản phẩm của chúng ta hôm nay đó là CAS EDH, một dòng cân điện tử có độ chính xác cao. Và cân này có 40 trọng lượng tối đa, 3 kg thì độ chính xác là 0.1 gram, 6 kg thì độ chính xác 0.2 gram, 15 kg thì độ chính xác là 0.5 gram và 30 kg thì độ chính xác 1 gram. Và chúng ta sẽ nhìn một vòng về cái cân điện tử này. Mặt trước thì chúng ta có màn hình LCD luôn có đèn nền, cho nên anh chị cân trong ban ngày hay ban tối trong điều kiện thiếu sáng vẫn cân được, quan đọc số rất rõ ràng. Ở đây chúng ta có một cái bàn phím cao su mềm rất là êm, bàn phím rất to, rất là dễ thao tác, không bị nhầm lẫn. Rồi, bên này thì chúng ta có thông tin của công ty cân điện tử Gia Phát, luôn có số hotline, website, hai địa chỉ và mã vạch 3D ở đây để anh chị có thể là quét cái mã vạch này để tìm đến cân Gia Phát nhanh nhất và tìm đến cái sản phẩm này nhanh nhất, giống như để mình tìm đến những cái video clip mà hướng dẫn sử dụng hoặc là hỗ trợ kỹ thuật. Thì với cái mã vạch 3D này, anh chị có thể dùng iPhone hoặc là một số smartphone khác để chúng ta quét cái mã vạch này, và số điện thoại hotline này luôn có sẵn để anh chị gọi nhanh bất cứ lúc nào để kênh điện tử Gia Phát có thể hỗ trợ nhanh nhất anh chị. Bên này thì chúng ta có một cái giọt nước để chúng ta dự ở đây, chúng ta thăng bằng cái bốn cái chân đế cân. Rồi, phía sau thì không có thông tin gì. Phía này thì chúng ta có, anh chị để ý, có miếng kim loại được khắc laser những cái thông số của cân và được đính cố định cho thân cân như thế này, cho nên là khi mà anh chị mua cân này từ kênh điện tử Gia Phát thì luôn có đầy đủ thông tin như vậy để anh chị tự tin cậy. Đây là hàng chính hãng và mọi thứ mọi thông tin trên cân rất rõ ràng. Và đâu là ưu điểm của dòng cân này so với một số dòng cân điện tử CAS khác của Hàn Quốc? So với cái dòng cân SVK thì dòng cân này được đánh giá là dòng cân cao cấp hơn rất nhiều. Thứ nhất về độ chính xác 0.1 gram, 3 kg 0.1 gram đến 30 kg 1 gram. Thứ hai là thiết kế nó rất là cứng cáp. Thứ ba là cái cân này dùng pin sạc 6V. Những dòng cân SVK thì không có pin sạc, chỉ có cắm adapter rơi trực tiếp thôi, nhưng mà dòng cân này thì có pin sạc 6V thì anh chị có thể là linh động hơn trong quá trình sử dụng. Cân này thì có hai lớp đĩa, một lớp đĩa nhựa bên dưới và lớp đĩa inox bên trên. Còn cái lớp màu xanh này chính là lớp siêu inox, thì mình cân Gia Phát luôn để như vậy để anh chị thấy rằng cái cân này luôn luôn mới khi giao đến anh chị. Còn cái kích thước đĩa này chúng ta có là cái chiều ngang là 222mm và cái chiều dài này là 306mm bằng inox. Rồi, và bên đây thì chúng ta có cái công tắc ở dưới này để chúng ta cắt tắt mở cân. Thì một vòng về sản phẩm là như thế. Xem xong video clip này, anh chị cảm thấy cái cân này, cân CAS EDH này cần thiết, hữu ích cho cái mục đích sử dụng của anh chị, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình hoặc truy cập đến website của công ty cân điện tử Gia Phát. Nhân viên của cân điện tử Gia Phát sẽ gọi lại chia sẻ nhiều hơn về cái thông tin về của cân này. Còn những cái video clip về hướng dẫn sử dụng cái cân CAS EDH này thì xin chia sẻ với anh chị ở video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.